chúng ta bắt đầu từ tuổi trẻ, 4 năm thì chúng ta chọn được 1 tháng, và 1 tháng thì chúng ta chọn được 1 ngày, và 1 ngày đẹp nhất để ông bà chúng tôi bước lên trên trung tâm sân khấu, và cũng như bước vào căn nhà mới, căn nhà lại tràn ắp tiếng cười và những niềm hạnh phúc. Vâng, xin mời ông bà Tân Gia ngày hôm nay sẽ bước lên trên trung tâm sân khấu. Ông bà Bình lại với lại gia đình của chúng ta sẽ cùng bước lên trên trung tâm sân khấu để diện kiến toàn thể quý vị quan khách khách quý của chúng ta. Đúng không quý vị? Vâng, và ngày hôm nay thì ông bà chúng tôi đã hoàn thành ước mơ của mình. Vâng, đó là chính là mỗi con người chúng ta đều có những mơ thật là vui tươi, và lá tiết kiệm được bằng thời sau thời gian chất chiêu và thành thục một thời gian khá lâu thì ông bà chúng tôi đã hoàn thành ước mơ của mình. Vâng, đó chính là như bước vào căn nhà mới, căn nhà này tràn ắp tiếng cười và những niềm hạnh phúc của mình. Vâng, kính vâng quý vị ơi, chúng ta có thể cho một tràng pháo tay được không ạ quý vị ơi? Xin chào các bà mẹ thì nồng lên nọ, các bố lại thảo đêm nay qua, mử chơi nhám trầu, chơi lắp cỏ có để lắp, chơi non cỏ có để non, rồi phố miên chẳng ở gần, quát ngồi quát nóng nắm nìa, phố miên tôi chú cần sang thương tiền trời, phố miên hôn na, em bé ải bé nồng nô chẳng cần đê, cho nên đối phố miên chẳng chẳng chưa cần dượn đi lại phòng hòm, chẳng chưa cần dượn đi lại phòng riêng, tăng đừng mít để đúng té tà phá hở, tăng đừng mít để ải áo bày dù búng hôm bèm phè na, đồng phố miên chẳng chẳng hồng ngớt chẳng đi ngớt phóc cầm, chàng hóng căm chẳng đi căm phó thủ, chẳng mất đã đẩy mày phèn cứ sầu sùng, chẳng ở tổ mắt bông tàng mặn, chẳng đẩy là hấp thửng mơ non, đã con thửng mơ rú, chẳng đẩy mơi là ải lái nòng cách mấy cái côn, đi nòng bàn rú lái na, lúc tà rú lái bàn, đi nòng bàn rú lái thường và cò ba na, và cò băng xe là hay báo trà, băng xe viên na báo ổ, ngôn tờ dệt cán bổ băng cá cửa quán ma na, thấy đi, bò mê bị nòng hâu, áo gắn mắt muôn ngòm tóm hậu, trong phút trong bùn ngất quảng đang xuống hợp của mẹ ai thảo em nay, xuân đàn cờ thò lầy chúc hợp bò mê tin ông chất chơi ở hoàn khăn manh dịch kín vấn đài mà cùng tí mơ nạ mà mơ nửa lệ trời lăng tới trời khơ. Và ngay bây giờ lễ Tân Gia của chúng ta sắp được bắt đầu. Vâng, để ngày hôm nay thì các con và các cháu của chúng ta đã có một cái chiếc bánh sinh nhật, cũng là cái bánh bánh Tân Gia nhà mới ạ. Hiện tác phẩm hô quan kiểu lại hô quan tay này thì là đánh lôi chơi sau đó thì bạn bánh ô tô và bánh ca tô rồi đấy xin ông ơi. Để cắt bánh là chính thức là ngân mà đi hơn phát ngân tràn hâu mà đi chính thức được khánh thành và bắt đầu